À vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại tôi đang có mặt tại đơn vị một tiệm giặt sấy công nghiệp, đầu tư mô hình cách đây được tầm khoảng 1 năm khi anh chị nâng cấp từ máy dân dụng lên mô hình giặt sấy công nghiệp. Mình muốn chia sẻ với mọi người một cái nhìn tổng quan nhất về một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp tại vùng quê. Có rất là nhiều anh chị hỏi em đó là mở tiệm giặt sấy công nghiệp thì sẽ giặt những đồ gì ở vùng quê. Vậy thì mọi người có nhu cầu hay không thì mời tất cả mọi người cùng vào bên trong tiệm để tham quan về mô hình thiết bị, về những đồ mà hôm nay tiệm giặt đang xử lý mọi người nhé. Đây ạ, có rất là nhiều loại chăn khác nhau. Nếu như ở quê thì phần lớn hàng hóa sẽ chủ yếu sẽ là chăn lông. Chăn lông sẽ là rất nhiều mọi người nhé. Sẽ có những cái chăn to, chăn nhỏ và những cái mền, ga giường cũng sẽ có. Và kèm theo là màn và quần áo cũng sẽ có anh chị nhé. Vậy thì để xử lý giặt được những đồ như này thì chúng ta cần phải lựa chọn những mô hình với giải công suất máy giặt công nghiệp tương đối lớn. Vậy thì ở tiệm đây thì cách đây 1 năm thì mình có tư vấn và set up anh chị tham khảo một cái mô hình máy giặt 16kg. Vậy thì mời mọi người đi sâu ở bên trong để tham khảo xem là cái lượng hàng hóa với công suất máy 16kg thì anh chị xử lý được bao nhiêu chăn trong một ngày. Đây là còn những cái chăn là chưa gấp anh chị này. Đấy, rất là nhiều và đa dạng luôn. Ở đây là cái lượng hàng mà tồn từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay. Đấy, và mời mọi người đi vào sâu bên trong đây ạ. Ở đây thì cũng còn rất nhiều đồ này. Sẽ còn có cả quần áo. Quần áo này. Ở trong này cũng khá nhiều đồ nữa này. Đây mọi người tham khảo nhá. Đây cũng còn đồ nữa này. Đấy, đồ rất nhiều luôn. Rồi mời mọi người đi ra đằng sau để tham khảo về cái mô hình thiết bị này. Ở đây có cả gấu bông này. Gấu bông mọi người nhá. Ở vùng quê thôi nhưng mọi người cũng có nhu cầu giặt và xử lý đồ rất là nhiều. Hello, hello chị. Hello. Hello chị. Đây mọi người nhá, đây là cái không gian mà anh chị đang là sử dụng về thiết bị máy để xử lý đồ này. Ở đây thì với cái dòng giặt sấy công nghiệp này thì bên mình cung cấp cũng được 1 năm rồi. Và trước đây thì anh chị có sử dụng hệ thống máy dân dụng. Ở đây mọi người đã tham khảo một cái mô hình ở đây. Với mô hình giặt sấy công dân dụng này thì trước đây anh chị làm thì khối lượng công việc một ngày chỉ đạt tầm khoảng từ 15 đến 20 chăn thôi. Thế nhưng mà khi kết hợp với mô hình giặt sấy công nghiệp, mô hình máy 16kg này thì một ngày có thể xử lý tầm khoảng từ 30 cho đến 35 chăn nữa. Vậy là tổng một ngày nếu như hoạt động hết công suất thì mô hình tại đây anh chị có thể giặt xử lý tầm khoảng từ 50 đến 60 chăn anh chị nhá. Vậy thì ở đây lượng hàng là rất là đa dạng và rất là nhiều này, mọi người có thể thấy. Hiện tại thì cũng đang vào cuối ngày chiều rồi. Và lượng hàng thì đã còn rất là nhiều. Vậy thì để mà mở một cái mô hình tiệm giặt tại vùng quê thì chúng ta nên lựa chọn dòng máy với giải công suất bao nhiêu kg. Trong quá trình tư vấn ở vùng quê thì thường em tư vấn anh chị tham khảo những dòng máy với giải công suất máy giặt 20 cân và lựa chọn máy sấy 25 cân và mô hình như là máy 25 cân kết hợp với sấy 28 cân. Và có rất là nhiều câu hỏi anh chị thường hỏi em đó là tại sao lại lựa chọn một con sấy nó to như thế? Vậy thì video ngày hôm nay thì trả lời luôn anh chị đó là khi công suất của máy giặt đáp ứng truyền tải hàng ra thì với công suất của máy sấy mà ngang bằng thì sẽ không thể đáp ứng được sấy khô đồ. Bởi vì thời gian mà giặt một mẻ giặt dao động từ 35 đến 40 phút. Nhưng thời gian để mà sấy khô một mẻ thì sẽ dao động tầm khoảng 50 cho đến 60 phút anh chị nhá. Và công suất của máy sấy thì luôn luôn nó là phải lớn hơn công suất của máy giặt. Máy sấy càng rộng thì anh chị sấy hiệu quả càng cao và càng nhanh, tiết kiệm cả về điện năng. Đấy, lý do đó là thời gian sấy một cái chăn nó sẽ nhanh hơn. Cái khoảng trống trao đổi nhiệt trong lồng nó sẽ tốt hơn, tiếp xúc bề mặt tốt hơn thì chăn của chúng ta sẽ nhanh khô hơn. Vậy đây thì những dàn phơi này, ở đây thì có tổng thể cả dàn phơi thảm này anh chị nhá. Thảm này, đồ ga giường này, áo phao nông vũ này. Áo phao nông vũ này. Vậy thì cách đây 1 năm thì cơ duyên đó là mình có tư vấn hỗ trợ chị Tình về chuyên môn trong nghề giặt nà, về quy trình giặt tẩy liên quan đến những đồ như là vết mốc trên đồ màu và xử lý quần áo. Vậy thì chị em cũng trao đổi, cũng là chia sẻ về nghề giặt sấy công nghiệp. Và chị quyết định đó là nâng cấp lên dòng giặt sấy công nghiệp để mang lại cái doanh thu và cái dịch vụ hiệu quả hơn. Mọi người tham khảo ở đây nó là những cái dàn phơi nữa này. Nếu như chúng ta đầu tư ở một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp tại vùng quê thì có rất là nhiều những cái lợi thế. Thứ nhất là về không gian thì chúng ta rất là rộng.
Thứ hai, chúng ta có thể tận dụng được nắng tự nhiên để phơi đồ, thì cái chi phí cho một mẻ giặt chúng ta sẽ tiết kiệm hơn và lợi nhuận của chúng ta sẽ cao hơn anh chị nhé. Và trong thời gian qua thì em cũng có chia sẻ rất là nhiều những cái mô hình dàn phơi, giá kệ, thì anh chị có thể tham khảo những cái mẫu dàn phơi như thế này. Hoàn toàn là mẫu dàn phơi di động mà chúng ta có thể tháo rời được anh chị nhé. Nếu như có công việc thì chúng ta có thể là tháo ra để chúng ta dành cái không gian để chúng ta phục vụ công việc anh chị nhé. Đây là những cái mô hình mà mình đã set up cách đây khoảng 1 năm rồi. Vậy quay về máy thì mình muốn chia sẻ với mọi người những lưu ý, một số vấn đề khi mà lựa chọn kinh doanh về mô hình giặt là. Đúng ra là với không gian mô hình tại đây, với thị trường này, mình tư vấn anh chị lựa chọn dòng máy công suất khoảng 25 đến 30 cân thì vẫn có thể đáp ứng được anh chị nhé. Bởi vì khối lượng hàng hiện tại đang là rất là nhiều. Vậy thì nếu như anh chị kinh doanh lớn, anh chị đầu tư lớn thì nó có vấn đề gì ạ? Có những ưu điểm gì ạ? Thứ nhất là cạnh tranh yếu tố về cơ sở. Thứ hai, chất lượng giặt. Thứ ba, với một cái cơ sở mà nhiều hàng tồn như này thì một ngày chúng ta có thể xử lý được, với công suất lớn 30 cân chẳng hạn, thì một ngày có thể xử lý được tầm khoảng từ 100 cho đến hơn 100 chăn. Đấy, vậy như mọi người thấy với những cái công suất máy nhỏ như này, khi mà cái thị trường chúng ta làm tốt, mọi người biết tới, chúng ta truyền thông được, chúng chất lượng dịch vụ chúng ta có thì không thể nào đáp ứng được. Cho nên là thường nếu như đầu tư tại vùng quê thì anh chị nên cân đối lựa chọn những dòng máy dao động tầm khoảng từ 20 đến 30 cân. Và kết hợp với mô hình giặt là thì chúng ta có thể bán thêm được như là nước giặt xả nẻ này. Chúng ta có thể cung cấp thêm dịch vụ ga, đổi bình ga này. Đó là những cái mặt hàng, đó là những cái dịch vụ mà kết hợp được với mô hình giặt chăn rất là hiệu quả anh chị nhá. Vậy thì tổng thể vừa giờ mình vừa chia sẻ, giới thiệu tới mọi người một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp tại vùng quê. Vậy thì mọi băn khoăn, mọi thắc mắc anh chị cần tư vấn, cần hỗ trợ, cần giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline của mình. Đó là 0397742111. Rất mong muốn bằng kiến thức chuyên môn mình có thể giúp anh chị làm thành công, cũng như là có những cái nhìn khách quan nhất về nghề giặt là khi mà tìm hiểu đầu tư kinh doanh về mô hình này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.